sự giúp lời Chúa sẽ phải yêu mến Ngài hơn để lên đổi và cuộc sống của Ngài. Trong lòng con chàng đông con để con không xa ngài, chàng lòng con Chúa ơi ngày giờ này, chàng lòng con để con say mê ngài, mời con vươn lên ôi trong mối mong nguyện vọng, mời con vươn lên ôi sống trong những khó khăn, thử thách ba đạo kia, tình yêu thương của Ngài.